em nó Mary Jane, nhưng giúp anh ổn định tinh thần và tỉnh táo vượt qua bao đêm đen. Cuộc đời là những giấc mộng sưởi ấm trái tim vào những ngày đông. Em tỏa sáng một màu xanh lá hòa quyện vào những áng mây hồng. Lần đầu đôi ta chạm môi, anh đứng hình và thấy ngượng quá. Năm đầu yêu nhau thì trong mắt anh em luôn được thần tượng hóa. Đi cùng em những nẻo đường xa, anh coi em là những món quà. Em khiến anh cảm thấy tuyệt vời mỗi lần hết công rồi tan ca. Tình yêu mình thật hạnh phúc, mắt luôn đỏ và miệng hay cười. Kèm theo đó bản tính rất xấu, đó là thường xuyên bừa bãi đến chây. Lời kể mẹ luôn tới giới thực, ta yêu nhau không cần đám cưới. Chẳng bao giờ thấy lòng phát mực, mỗi ngày trôi qua khuôn mặt luôn tươi. Họ yêu em rất nhiều nhưng mà túi tiền thì nó luôn thiếu. Thế mới sinh ra bọn chúng chùa cất nợ và chúng thì biết bao nhiêu. Hết cần thương lá đu đủ bao nhiêu tâm sự thì người nào hiểu. Trẻ là hàng thiên nhiên, mãi lâu em sẽ phải bao chịu. Mơ đắn dài trên khóe mi.
tại sao cứ tuôn tiếc thay một cuộc tình buồn. Người bước đi vội vã, em như mây trời thoáng qua. Cứ xem như là ta chẳng hề, có sao duyên trời vỡ đôi. Kết thúc rồi, chúc em
ý. Cả ngày vì sao lối đường em đi, em cần đồ hiệu thay vì Shopee. Em muốn đã lên như là Elsa, trái tim đóng băng nhìn việc theo mà. Ở trên mặt mây vẫn có chưa đủ, em muốn được bay lên cả NASA. Đó là khi mà em bước qua, dù chỉ ánh mắt của một xước da. Baby em trắng từ cái tâm hồn, cho tới bên ngoài như là nước da. Đôi môi đỏ mộng của cái đường mi cong mút lát thật mạnh. Khi đưa vào bên trong, đó là cách chơi mà em vẫn luôn muốn. Tính em thay đổi khi ta chạm bên hông, let's get it. Anh như một cô nhóc cùng điệu lăn lóc trên chiếc sofa. Mỗi
phân về cặp quýt mày đẹp trai không thằng ảnh quen như sang chảnh là người bốn gặp đèn linh là cho anh trong thực bản is so fast with a wavelength một giải số chứ cũng không need one to my chain thường những im lặng là tụi nó nghĩ anh hiền nhưng mà tụi nó đâu biết anh thích nói chuyện bằng tiền trên một phương diện tụi tao mày cũng điện nói với anh tiền làm cho thế giới này đảo điên nè các em gái anh không có chắc là sẽ cho em được thoải mái nhưng làm sao cũng thoải mái khi đầy tiền trong tầm tay không đau to bố lớn nhưng lúc nào cũng thoải mái anh chỉ thích lời ngắn gọn không thích nghe câu chuyện dài bạn trai cũ em nói tôi đối với anh câu chuyện dài anh vừa khu lại vừa tài tức selfie trên máy bay chút tiền đang làm ăn để ra lời còn thêm lãi thì em tìm cho mình yên không ai ai bản thân em không yên chuyện sway nhưng mà nếu không được yên thôi thì lần nữa để đồng tiền anh lên tiền phân về cặp with me fucking live with my money ngày mai mình nên ăn gì me I'm so fresh up my tea just so fancy thật chảnh trong Ferrari nếu thích thì mình cho đi fuck hay là trap nếu muốn phân về cặp with me mắt là trời sáng anh chỉ muốn được làm người cho thỏa đáng này cũng âm nhạc anh tỏa sáng có tiền làm ăn lúc chút ít không giới hạn dựa trên gì mang khi tất cả anh nắm trong tầm tay có em bên cạnh anh kể uống lại càng say say xong rồi tỉnh ký nốt bạn hợp đồng số tài khoản anh cái ngày lại thêm cộng yeah không tự nhận mình thành đạt nhưng không phải là anh muốn chẳng không no no no